bạn thân ở Gia Lai. Gia Lai đi đường xa tới đây hát cùng mình bài này. Thuộc bài chưa? Thuộc rồi. Cho mình xin một phiên rồi sẽ hát cùng bài này nha. Cho nhau cho ban nhạc nha. Mười lăm năm rồi mới hát cùng anh hả? Không, em fan anh 15 năm nhưng mà 10 năm rồi mới hát cùng anh. Wow, 10 năm rồi. Một tràng pháo tay cho bạn thân được không ạ? Bạn thân, ok. Cảm ơn.
một tràng pháo tay cho bạn thân nữa được không mọi người? Bạn thân thì thương anh Vinh lắm, 15 năm nay lúc nào cũng nhắn tin hỏi thăm anh Vinh hết. Nhất là mình nhiều khi mình hay ít hát nữa. Rồi đó thì tặng cho Vinh những cái món quà sen đá. Nhưng đây thì mình cũng có thể PR cho shop của mình đó em. Mình đứng ở đây mình cũng dưới cũng cả ngàn khán giả đó. Bạn thân cũng có shop sen đá đúng không? Fan của Vinh bây giờ toàn là đại gia rồi. Business là bự bự. Chúc em luôn thành công trong cuộc sống nha Vinh vợ hay vợ. Cảm ơn Vinh. Vẫn độc thân. À, tên thân và vẫn độc thân. Tức là giờ không muốn bán hàng mà là hôm nay là mục đích khác. Giống như anh hát bài lúc nãy em sợ yêu. Em sợ yêu. Rồi hôm nay là nhiều khi em Vinh không chúc bán đắt nữa, chúc đi về có bồ được. Em giống như là chưa lắm gia đình. Còn em cũng độc thân. Thì nếu mà em có gia đình chưa chắc em đã được đi coi show của anh. Thì mình dẫn cả nhà đi luôn nè, giống như đi nè, cả nhà những em bé đi luôn. Hy vọng là nếu hôm nay đi mà có gặp đại nữ nào fan của anh Vinh thì cũng cắt kèm được xíu. Công nhận giờ tôi chứng minh rồi, khán giả ở đây rất lầy nha, rồi. Cảm ơn em.